Chào nhà nhá. Vâng. Cũng lâu lắm rồi lại mới về được một chiếc Zios. Zios là thương hiệu của Italia mọi người nhá. Một chiếc xe Italia xuất Nhật. Vâng, một chiếc xe có giảm sóc trước. Đi rất là êm ái, rất là khỏe khoắn, màu xanh thì cực kỳ đẹp, màu xanh đại dương. Kết hợp với cái logo Zios được thiết kế ở cả ống ngang, ống đứng và ống chéo. Rất là nổi bật. Kết hợp xanh và trắng mọi người nhá. Xanh và trắng, vâng, cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ có cả cái chữ ký của đây, Alfredo Zios, cực kỳ nghệ thuật ở đây mọi người nhá, cực kỳ nghệ thuật. Một chiếc xe yên zin, vâng, yên zin. Ok không ạ nhá? Vâng. Và chiếc xe này phù hợp với người có chiều cao tầm 1m65 đến 1m72 đi là đẹp các bác nhá, 1m65 đến 1m72. Đấy, với cái cổ vô tăng được thiết kế gật gù, có thể nâng hạ để tạo cái cảm giác thoải mái nhất cho, phù hợp nhất cho người lái. Chiếc xe này thì Nhật Bản Chuyến Toàn đang bán mức giá là 8.600.000 đồng bao ship cả nhà nhá. Một chiếc xe Italia xuất Nhật đã sử dụng ở thị trường Nhật, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật với những tiêu chuẩn rất khắt khe của Nhật. Tuy nhiên, vâng, chất lượng của nó thì còn quá ok. Và chiếc xe này có mấy cái điểm đặc biệt mình lướt qua cho mọi người. Thứ nhất, nó có một cái cổ bô tăng gật gù mọi người nhá. Cổ bô tăng gật gù. Hàng này là hàng rất là chất lượng để cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái tay lái, ghi đông làm sao cho nó phù hợp với chiều cao. Thứ hai, chúng ta sẽ có một cái đôi vành mà tất cả những cái lỗ chân lan hoa này nó đều được được làm khuyên rất là tỉ cẩn thận này. Đấy. Vành là vành Bianchi mọi người nhá. Vành Bianchi luôn và vành nhôm hai lớp cao cấp. Đấy, cực kỳ chất lượng, vành trước vành sau đồng bộ cái nhà nhá. Vành của Bianchi, vâng, đều được thiết kế các cái lỗ chân nan hoa làm rất tỉ mẩn luôn. Vâng, Bianchi thì cũng là một cái thương hiệu quá nổi tiếng của Italia rồi, quá nổi tiếng của Italia rồi. Một chiếc xe khung nhôm màu xanh dương, vâng, với có yên zin này, đấy, vô tăng gật gù này, thương hiệu Zios này, rất là đẹp luôn mọi người nhá. Logo bằng kim loại, bộ phanh Techo cực kỳ chất luôn. Rồi, mời mọi người xem. Bộ phanh Techo rất là đẹp luôn mọi người nhé. Giảm sóc trước, vành thì đồng bộ trước sau của Bianchi. Có các cái lỗ chân nan hoa thì đều được khuyên và được tán. Gọi là nó có một cái vành ở các cái lỗ này. Vâng, đây là những chiếc vành rất là đắt tiền mọi người nhé. Lốp zin theo xe luôn, lốp Kenda mọi người nhé. Lốp Kenda zin theo xe luôn. Còn chất lượng còn được đến 90% luôn cả nhà. Vâng, Zios là những người có chiều cao tầm 1m65 đến 1m72-75 đi rất là ok mọi người nhá. Đây, bộ bấm xả của Shimano Alivio zin theo xe này, đúng tay lái zin này, di động vô tăng zin theo xe này. Đấy, bấm xả Shimano này, đây hơi bụi cả nhà nhá, đang hơi bụi. Đấy, phanh này, Pro Max này, phanh zin theo xe cả nhà nhá. Đấy, có một vài vết xước đây nhưng mà không ảnh hưởng gì. Đấy, núm tay lái zin này. Đấy, phanh trước Techo này, quá đẹp luôn. Đây, ở phía trước thì chúng ta có cái may nhôm Shimano. Đấy, có ti bật tháo lắp nhanh luôn cả nhà nhá. Tháo lắp nhanh rất là tiện. Đấy, nước sơn thì đang còn rất là đẹp. Đây, có một vài vết chảy xước ở đây, không đáng kể cả nhà nhá. Đây, một vài vết chấm xước đây, không đáng kể trên tổng thể nước sơn này. Nó chỉ chiếm khoảng tầm chắc là 2% mà thôi. 2% mọi người nhá. Phanh trước phanh sau đồng bộ đẹp long lanh như nhau mọi người nhá. Phanh Techo nhá. À, còn rất là chất lượng đây. Nước sơn của nó mọi người xem rất là đẹp. Những cái mối hàn vảy cá của khung nhôm. Khung nhôm siêu nhẹ. À, khóa yên này. Khóa yên thì là ti bật. Tháo lắp rất là dễ dàng. Nâng hạ yên. Đây, và đặc biệt 3 đĩa và 2, 4, 6, 8 líp. Có lẽ là rất ít khi mọi người thấy được một cái bộ líp nó đẹp như thế này mọi người nhá. Rất ít khi hàng bãi lại có được những cái bộ líp đẹp long lanh như thế này. Cực kỳ đẹp luôn. Vâng, cái bộ líp này em đánh giá là một trong những bộ líp xuất sắc đối với hàng bãi luôn. Vâng, cụ đề cũng vậy, cụ đề vẫn đang đẹp long lanh cả nhà nhá. Cụ đề của Shimano. Tất cả những cái bánh răng này nó đang in chìm chữ Shimano cả nhà nhá. Mọi người có thể kiểm tra, còn cái tem này nó bị bong mất rồi. Tem bị bong mất rồi, nhưng không có nghĩa rằng là nó không phải của Shimano. Bởi vì bên em thì tất cả các cái bộ chuyển động này đều là của Shimano zin luôn mọi người nhá. Zin xịn luôn. Vâng. Đây. Một chiếc Mayer sau nhôm. Đấy, Malaysia mọi người nhá.
ti bật mở tháo lắp nhanh đối với bánh sau này. Đấy, một chiếc chân chống zin theo xe này. Đấy, chân chống còn zin luôn cả nhà nhé. Chân chống zin đẹp long lanh luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Đây, mời mọi người cùng ngắm đây. Và đặc biệt là chúng ta có cả pedal zin này. Một chiếc pedal zin cả nhà nhé. Pedal zin theo xe. Vâng, một cặp pedal cực kỳ chất lượng, đắt tiền. Cực kỳ chất lượng và đắt tiền. Đấy, mời mọi người ngắm cái chất lượng nước sơn phía bên tay trái. Và hơi ngược sáng. Em sẽ quay xe lại để cho mọi người cùng ngắm cái nước sơn phía bên trái của xe mọi người nhé. Đây, cái này là mọi người sẽ thấy rõ hơn. Vâng, hai bên đẹp long lanh như nhau. Đẹp long lanh như nhau luôn cả nhà nhé. Quá ok cho một chiếc xe. Ở đây thì chúng ta còn một vài chiếc tem Nhật này. À, ở đây thì có mã QR này mọi người nhé. Mã QR và thông số ở đây. Đấy. À, pedal zin cực kỳ bon luôn cả nhà nhé. Pedal zin theo xe, vâng, đùi đĩa nhôm zin theo xe. Đấy, mỗi mối hàn vảy cá của khung nhôm này. Đấy, và những cái tem còn lại của nhà sản xuất. Quá đẹp cho một chiếc xe. Vâng, nước sơn đẹp long lanh cả nhà nhé. À, những chiếc Zios màu xanh dương thì thực sự là bắt mắt, thực sự là bắt mắt. Nam đi được, nữ đi được. Và chiếc xe này là những người có chiều cao tầm 1m65 cho đến 1m75 đi cả nhà nhé. 1m65 đến 1m75 đi là đẹp. Rất là ok. Vâng, chiếc xe này Nhật Bản Tuyên Toàn bán mức giá là 8.600.000 đồng bao ship cả nhà nhé. Ai kết chiếc xe này liên hệ với Nhật Bản Tuyên Toàn, Tuyên Toàn 0358658855 hoặc nhắn tin Zalo 0358658855. Một lần nữa em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.